Trân trọng kính chào khán giả của TV Story, xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô Nguyễn Văn Khanh. Hôm nay là ngày thứ hai 18 tháng 7 năm 2022. Xin chào anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của người Việt TV và gửi lời chào đến bạn Đỗ Dũng. Có hai tin đáng chú ý trong ngày ở tại thủ đô Washington, chúng tôi xin phép được thưa ngay cùng với lại quý vị khán thính giả. Tin thứ nhất là đáp lời mời của bà Chủ tịch Hạ viện đệ nhất phu nhân của Ukraine sẽ xuất hiện trước Quốc hội để đọc bài diễn văn vào sáng ngày thứ tư tới đây, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ sáng giờ California. Hiện tại bây giờ thì là bà đệ nhất phu nhân của Ukraine đang có mặt ở tại thủ đô Washington. Theo chương trình, bà sẽ gặp gỡ với lại ông tổng trưởng ngoại giao, tức là ông ngoại trưởng là ông Tony Blinken, rồi sau đó bà sẽ được mời vào tòa Bạch Ốc để gặp bà đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ là bà Jill Biden trước khi bà xuất hiện ở tại lưỡng viện Quốc hội vào sáng ngày thứ tư. Đó là cái tin thứ nhất. Tin thứ nhì là có những lời đồn đãi cho biết rằng là có thể là ông Joe Manchin, thượng nghị sĩ của tiểu bang West Virginia, sẽ rời khỏi đảng Dân Chủ. Ông sẽ trở thành một chính trị gia của đảng thuộc khối độc lập, nhưng mà ông vẫn hoạt động với lại phía bên đảng Dân Chủ. Tin này thì chúng tôi phải nói thật với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị thính giả, tôi vẫn e rằng là có lẽ là chỉ là một cái lời đồn đãi bình thường chính trị thôi. Lý do là bởi vì đây không phải là lần đầu tiên người ta nghe nói rằng là ông Manchin rời đảng Dân Chủ. Cái chuyện này lại xảy ra là bởi vì anh Đỗ Dũng cũng biết là hồi cuối tuần vừa rồi thì ông đưa ra hai cái quyết định. Cái quyết định thứ nhất là ông nói rằng ông không thể ủng hộ được cái việc cái kế hoạch bảo vệ môi trường của Tổng thống Joseph Biden, lấy lý do là bởi vì cái đó nó tốn kém quá và cái đó không có lợi cho quốc gia. Cái điểm thứ nhì nữa là ông cũng không đồng ý với cái việc Tổng thống Hoa Kỳ dự tính rằng là sẽ đánh thuế cao hơn cho trên với lại những người đã có cái mức thu nhập khoảng từ 1 triệu đô la trở lên. Thành ra thưa anh Đỗ Dũng, người ta lại đồn là ông sẽ rời khỏi đảng Dân Chủ, nhưng mà xin phép được nhắc lại, tôi nghĩ rằng là đó chỉ là những cái lời đồn đãi, và có thể nói là những lời đồn đãi chính trị hoặc là đồn đãi vô căn cứ mà chúng tôi nghe được từ Washington. Bây giờ xin phép được trở lại California với anh bạn Đỗ Dũng của chúng tôi. Vâng, cảm ơn anh Khanh rất nhiều. Nhưng mà thôi, chúng ta tạm gác những chuyện là hiện tại, chính chuyện quá khứ, chúng ta nói chuyện tương lai. Hôm trước tôi có nói với anh là còn rất sớm để nói chuyện bầu cử tổng thống. Bây giờ cái chuyện bầu cử tổng thống 2024 nó trở thành dĩ vãng rồi anh. Chuyện bầu cử giữa kỳ. Tháng 11 bây giờ mới tháng 7, bây giờ nó thành dĩ vãng rồi. Bây giờ bắt đầu người ta có tin đồn là nếu tháng 11 này Đảng Cộng Hòa chiếm lưỡng đảng thì nhiều phần chắc chắn ông Biden sẽ bị truất phế, và có thể trở thành là sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Liệu điều này có xảy ra không? Xin hỏi anh rất nhanh. Tôi nghĩ là điều này rất là có thể xảy ra. Lý do là bởi vì hiện tại bây giờ thì tôi để ý thấy là phía bên Thượng viện thì có ít nhất là một vị thượng nghị sĩ là ông Ted Cruz đã nói cái chuyện đó. Đó là điều thứ nhất. Nếu mà trường hợp mà Đảng Cộng Hòa lấy lại được cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Ở bên Hạ viện thì theo anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, đã có 5-7 ông dân biểu của Đảng Cộng Hòa cũng nói đến chuyện đó. Họ lấy nhiều lý do, họ bảo rằng là ông Biden có thể là bị truất phế, bị impeach, và với những cái lý do chẳng hạn như họ đưa ra là cái chuyện rút quân khỏi Afghanistan, rồi mà để sơ hở khiến cho 13 binh sĩ Hoa Kỳ bị thiệt mạng, chuyện là làm ăn kinh tế, rồi khiến cho nước Mỹ hiện tại bây giờ đang gặp cái tình trạng khá bấp bênh bởi vì là vật giá hàng ngày mỗi một ngày leo thang. Anh Đỗ Dũng cũng còn nhớ là cuối tuần vừa rồi thì cái kết quả cho biết rằng là từ tháng 6 năm ngoái đến tháng 6 năm nay là cái mức lạm phát đã lên tới hơn 9% rồi. Và họ bảo là đó là những cái lý do có thể loại trừ ông Biden ra khỏi chính trường, và cái người lên thay thế ông Biden là bà Kamala Harris. Đó là những tin mà chúng tôi ghi nhận được cho đến giờ phút này, anh Đỗ Dũng. Nhưng mà tôi hỏi anh là được, đây là có chất phế được hay không, chứ không phải là chất phế. Tức là ông Biden, anh nhớ để tôi hỏi anh là có thể là sự kiện lịch sử. Tức là ông Biden bị mất chức đó, có hay không? Chứ còn cái chuyện mà chất phế thì đương nhiên là bây giờ tôi chất phế anh cũng được đấy. Nhưng mà có điều anh có mất chức hay không? Đó, ý tôi muốn nói là như vậy.
Tại nhớ câu tôi nói nha, lịch sử nha. À, vâng. Có thể xảy ra không? Tôi không nghĩ là ông Biden bị lung lay gì cả. Tức là không mất chức. Dạ vâng. Vì sao? Vì sao? Lý do là vì như thế này. Trước hết là phiên bên Hạ Viện, nếu mà Đảng Cộng Hòa mà chiếm được khối đa số nắm Hạ Viện thì cái chuyện ông họ đưa ông Biden ra để mà hạch tội thì cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà lên đến Thượng Viện thì theo Đô Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, lúc đó Đảng Cộng Hòa không có thể nào mà có được tới 60 phiếu. 67. Đảng Cộng Hòa có thể là chiếm được 51, 52 phiếu là tối đa. Còn như vậy thì không đủ phiếu để mà lại chất phế. Nói tóm lại thì cũng lại giống như cái trường hợp của ông Donald Trump. Hạ Viện kết án nhưng mà lên đến cộng lên đến Thượng Viện là hồi vốn thừa bèn đồ dùng. Không phải ông Donald Trump nữa mà anh quên mất là Bill Clinton cũng vậy luôn. Dạ vâng. Anh nhớ không? Dạ. Anh nhớ không? Vâng. À. Nhưng mà cái biết... lý do mà... Vâng, xin mời anh. Cái lý do tại sao tôi lại tại nhắc đến cái đoạn ông Donald Trump là bởi vì hiện tại bây giờ là ở phía bên Đảng Cộng Hòa họ đang nghĩ đến cái chuyện là à ngày xưa mày tụi bay đối xử tệ hại với lại tổng thống của tao thì bây giờ là tụi tao sẽ đối xử tệ hại với lại tổng thống của mình. Nhiều người nói rằng đó là cái tròn đòn trả đũa chính trị. Và thưa anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, chuyện trả đũa chính trị đến mức độ mà mang cả một ông tổng thống ra để mà hạch tội thì tôi thấy cái chuyện đó là cái chuyện khá buồn cười. Thưa anh Đỗ Dũng, đúng như anh nói, tức là bây giờ đó người ta nói rằng là dần dần giống như cái chuyện mà Hạ Viện đem tổng thống ra hạch tội xuất phế nó trở thành công cụ chính trị để mà ghi điểm nó nhiều hơn, là bởi vì qua bên Thượng Viện nó cũng rớt bởi vì chưa bao giờ xảy ra ở Thượng Viện, đúng không? Nhưng mà thưa anh, chắc chắn là bên Cộng Hòa làm nhưng mà thế này nè, nếu mà họ cứ làm như vậy thì liệu họ có bị phản tác dụng không? Bởi vì người ta nói rằng là như vậy là mấy anh dùng cái này mấy anh để mà chơi nhau riết rồi có chẳng ra cái gì cả, thì liệu cái điều đó Đảng Cộng Hòa có dám làm không thưa anh? Tôi thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, ngày xưa thì các câu trả lời của tôi là không, nhưng mà ngày hôm nay thì tôi thật là tôi không biết là các ông bà làm cái gì. Tôi nhớ là dưới thời của Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama thì Đảng Cộng Hòa lúc đó nắm Hạ Viện, và anh Đỗ Dũng để ý thấy là cứ một vài tuần là họ lại bỏ phiếu bỏ Obamacare rồi lên đến Thượng Viện chẳng đi đến đâu cả, Thượng Viện không thèm ngó ngàng tới, nhưng mà rốt cuộc không bỏ phiếu đâu 60-70 lần vậy, đại khái là như thế. Thành ra là cái chuyện đó là cái sau cái chuyện đó đến chuyện ông Donald Trump, khi mà Đảng Dân Chủ nắm được khối đa số ở tại Hạ Viện, họ quyết định là họ truy tố ông Donald Trump và quyết định mang ông Donald Trump ra để hạch tội, nhưng mà lên đến Thượng Viện lại hồi vốn, và rồi sau đó thì ngay sau đó thì là người ta bảo ngay rằng là vào năm 2022 sau cuộc bầu cử giữa kỳ, nếu mà Đảng Cộng Hòa mà chiếm được Thượng Viện, Hạ Viện thì chắc chắn là họ sẽ làm cái điều đó. Tôi nghĩ rằng là Đảng Cộng Hòa họ chỉ cần chiếm Hạ Viện không thôi, họ cũng sẽ làm cái điều đó. Còn cái chuyện lên đến Thượng Viện, Thượng Viện có ngó đến hay không để làm cái câu chuyện khác. Nói tóm lại, ngày xưa thì tôi bảo cái chuyện trả thù chính trị mà mang đến chạm đến danh dự của Tổng thống, chạm đến danh dự của cái vai trò lãnh đạo quốc gia là cái điều sẽ không xảy ra ở nước Mỹ. Nhưng bây giờ thì thưa anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị thính giả, chuyện đó là chuyện rất có thể sẽ xảy ra. Mặc dù là cá nhân tôi sẽ không hài lòng, tôi tin là rất nhiều quý vị khán thính giả của Người Việt TV cũng không hài lòng, nhưng mà đừng ngạc nhiên nếu mà cái chuyện buồn cười đó xảy ra ở tại Washington DC kể từ năm tới, tức là năm 2023, thưa anh Đỗ Dũng. Nhưng mà vừa rồi so sánh cái chuyện Obamacare nó khác với chuyện chất phế ạ. Chất phế tôi chỉ đưa ra một lần thôi. Còn Obamacare chúng tôi đưa ra mấy chục lần, và cái Obamacare nó là cái chuyện là nghiêm túc. Tức là tôi không đồng ý đó. Còn cái mà chất phế nó mang tính cách chính trị nhiều hơn. Làm sao mình so sánh nó được thế anh Thanh? Dạ vâng, tôi hiểu ý anh. Cả hai phía bây giờ cuối cùng thì cả hai bên đều bảo rằng là họ dùng cái đó để mà bày tỏ cái thái độ chính trị. Nhưng mà thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, cái điều quan trọng là họ được quyền bày tỏ thái độ chính trị. Tôi không phản đối cái điểm đó, nhưng anh Đỗ Dũng phải để ý thấy một cái điểm quan trọng, tức là họ dùng đến cái chức tổng thống và đến cái vai trò của người lãnh đạo quốc gia để mà bày tỏ thái độ chính trị. Thì cá nhân tôi thì tôi thấy đó là một cái chuyện không bao giờ chúng ta mong muốn cả. Đó là một cái chuyện buồn cười. Tôi, nếu mà anh Đỗ Dũng cho phép thì tôi dùng một cái chữ có vẻ nặng nề hơn. Thì cái chữ đó là tôi đã từng nghĩ đến, là cái chữ đó là cái trò hề chính trị, chứ không phải là cái chuyện bày tỏ thái độ chính trị nữa, thưa anh Đỗ Dũng.
Chứ anh làm chính trị mà không làm trò hề không phải làm chính trị anh. Anh có thấy không? Anh có thấy trên cái cõi đời này có cái hệ thống chính trị nào mà không làm hề không? Có đúng không? Làm hề tôi lừa người khác được chứ, đúng không? Bây giờ trở lại vấn đề. Ở một số chuyên gia ta nói thế này, nếu Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện vào cuộc bầu cử giữa kỳ đây, thực ra là năm tới họ mới làm được chuyện đó, chứ phải năm 22, xin lỗi anh, phải là năm 2023, đúng không? Rồi, nhưng mà thành phần mà ủng hộ chất phế ông Biden không cần biết là Thượng viện đi về đâu. Đó là thành phần mà người ta bảo là những người ủng hộ những lời nói dối, ý nói là fan cứng của ông Trump. Trong khi đó thành phần mà Cộng Hòa chân chính mà bị ông Trump gọi là Cộng Hòa giả cầy, số đó chắc chắn họ có thể họ không muốn làm cái điều đó, bởi vì anh Khanh gọi đó là trò hề chính trị. Bây giờ không biết thành phần nào sẽ hơn thành phần nào trong cái Quốc hội năm 2023, giả sử nếu Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện, thì thưa anh, theo nhận xét của anh, thành phần nào nhiều hơn? Và liệu cái thành phần kia, tôi nói ví dụ nhá, là 218 là quá bán, tôi nói ví dụ như là Cộng Hòa là 220 phiếu đi, coi như nắm đa số, đúng không? Trong 220 người đó, bao nhiêu người là fan cứng của ông Trump, bao nhiêu người là ông Trump gọi là Reno? Thưa anh, là chưa chắc có đủ, anh nghĩ sao về chuyện đó? Câu trả lời của tôi là như thế này, thành đô súng. Ở trong Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ hiện tại bây giờ thì tôi chia ra rất nhiều thành phần. Có thành phần ủng hộ ông Donald Trump, thành phần ủng hộ ông không ủng hộ ông Donald Trump. Mà ngay cả những thành phần trong những người không ủng hộ ông Trump thì vẫn có những người im lặng để mà chờ, để mà làm việc. Coi như tức là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thật ra bởi như vậy rất là khó đoán. Tôi chỉ có nhìn thấy một cái điều rõ ràng là như thế này. Nếu mà Đảng Cộng Hòa chiếm được khối đa số ở tại Hạ viện thì chắc chắn là cái chuyện đưa ông Biden ra để mà hạch tội là cái chuyện chắc chắn là bên phe đa số Cộng Hòa họ sẽ nghĩ đến. Họ có đạt được cái điều đó hay không thì tôi xuất hợp anh là tôi không biết. Và tôi cũng chỉ có biết được một điều rằng là nếu mà giả sử họ đạt được đi chăng nữa thì lên đến Thượng viện thì họ không có đủ 67 phiếu. Cái đó chúng ta biết, cái đó chúng ta biết. Bây giờ mình không nói Thượng viện, bây giờ mình không nói Thượng viện, mình nói Hạ viện only. Tôi đang hỏi anh là bây giờ Hạ viện có bao nhiêu người là MAGA, bao nhiêu người là Reno đó, để mà có thể đưa cái này ra để mà có cuộc bỏ phiếu hay không? Đó, câu hỏi của tôi là như thế. Câu trả lời của tôi là còn tùy. Hiện tại bây giờ anh Đô Dung thấy 218 là cái quá bán, là số quá bán. Nếu mà họ có được chừng khoảng 225 trở lên thì tôi nghĩ là cái chuyện họ đưa cái vấn đề này ra là thông qua là rất là dễ dàng. Bởi vì đừng quên rằng là tại Hạ viện, xin phép được nhắc lại và thưa cùng với anh Đô Dung và cùng với là quý vị khán thính giả của Người Việt TV, về ở phía bên Đảng Cộng Hòa chúng ta thấy là có hai thành phần. Một thành phần là ủng hộ ông Donald Trump, thành phần sẵn sàng sống chết với lại ông Donald Trump. Một thành phần khác chưa chắc họ đã yêu ông Donald Trump, nhưng mà họ coi cái chuyện im lặng là vàng. Và đương nhiên là khi mà im lặng là vàng thì họ cũng sẽ bỏ phiếu nghiêng về phía của những người ủng hộ ông Donald Trump. Đó là cái điều mà chúng ta đã thấy, đang thấy. Và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy trong tương lai, tức là kể từ năm 2023, nếu mà Đảng Cộng Hòa chiếm được khối đa số ở Hạ viện. Thưa với anh Đỗ Dũng, câu hỏi chót với anh nè. Hồi nãy có nói là coi như là Đảng Cộng Hòa nếu mà họ chiếm được Hạ viện, họ sẽ làm cái điều mình tạm gọi là trả thù. Thế là mấy anh là kỳ trước mấy anh chất phế tổng thống của tôi, đúng không? Bây giờ tôi phải chất phế lại. Bây giờ tôi, okay. Rồi cộng thêm thành phần MAGA vô, rồi cộng thêm thành phần Rhino mà anh nói là im lặng sẽ ủng hộ, đúng không? Chúng tôi sẽ gọi là gì? Ăn miếng trả miếng, nợ nợ mắt phải đền mắt, nợ máu không thể trả bằng nước màu, đúng không? Nhưng mà làm sao được? Nếu mà họ có thành công mới chỉ có một lần thôi. Họ làm kịp hai lần để bằng với ông Biden, bằng ông Trump. Tại ông Trump bị Hạ viện chất vế hai lần nha, 2020-2021. Liệu họ có làm kịp trong 2 năm đó không thưa anh? Câu hỏi chót bay mà họ có dám làm không? Câu trả lời của tức là lần đầu họ chất vế nhá, qua Thượng viện bị thất bại, làm thêm lần nữa để cho bằng, cái đó mới gọi là trả thù. Câu hỏi chót bay liệu họ có làm được hay không? Tôi cũng biết là làm được 2 lần hay không, nhưng mà 1 lần thì chắc chắn sẽ có. Thế 1 lần thì không gọi là trả thù được. Vâng, tôi đang hỏi anh là trả thù, tức là họ phải làm 2 lần. Đó, anh trả lời với tôi. Câu trả lời của tôi là như là không biết là họ có làm 2 lần. Nhưng mà ngày xưa tụi bay gây khó khăn. Đúng, hiểu. Thì bây giờ chúng ta sẽ gây khó khăn với tổng thống của tụi bay.
cái câu chuyện là đơn giản như vậy. Nhưng mà có một lần thôi, không thể gọi là trả thù được. Phải hai lần mới được, anh nhắm vào hai lần được không? Yes or no? Và tại sao? Đó. Một lần thì chắc chắn sẽ có. Một lần thì chắc chắn, hai lần thì không. Vậy là vẫn như vậy thì không thể gọi là, như vậy thì không thể gọi là mắt đền mắt, răng đền răng được. Đúng không? Không không, anh công nhận với tôi không? Anh công nhận không? Phải làm hai lần mới đúng. Tôi hiểu anh đôi số. Dạ. Nhưng mà đối với cá nhân tôi, nếu mà mình nhìn lại cái câu chuyện, mà dạ, mình nhìn lại cái chiến trường của Hoa Kỳ, thúc thẳng với anh đôi số mặt thưa của gọi là quý vị thính giả, ai cũng bảo rằng là chúng ta đã bị phân hóa, cho là cần đoàn kết vân vân và vân vân. Chỉ một lần không thôi, đối với cá nhân tôi cũng đã là quá nhiều rồi cho anh đôi số. Chúng ta cần phải làm khác hơn. Nhưng mà rất tiếc, tôi không nghĩ là cái chuyện làm khác hơn, đó là cái ước mơ của chúng ta. Nhưng cái ước mơ đó không có nghĩa là ước mơ của các chính trị gia, của những người đang cầm cái lá phiếu ở Hạ viện và Thượng viện. Rất tiếc là đó không phải, họ không nghĩ như mình, anh đưa xuống. Cảm ơn anh Khanh rất nhiều và cảm ơn quý khán giả theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn quý vị ở chương trình ngày mai. Dạ vâng, xin cảm ơn Đô Dũng và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho Người Việt TV.